Liberal Minfast 2.0 đã mở ra một bước tiến mới, giúp cho tiến trình loại bỏ mỡ đơn giản và đem lại hiệu quả tối ưu cho tất cả các vùng mỡ thừa. Bước 1. Thư giãn, tạo cảm giác thoải mái cho các mô mỡ thích nghi với sóng RF. Được FDA chứng nhận là công nghệ hàng đầu thế giới về giảm mỡ nhanh. Bước 2. Hóa lỏng, dẫn truyền năng lượng với nhiệt độ 56 độ C giúp đánh tan các mô mỡ. Bước 3. Đào thải, các tế bào mỡ bị phá hủy ở vùng được điều trị đào thải qua hệ bài tiết. Bước 4. Định hình và săn chắc, nhiệt năng sinh ra tác động đến quá trình co rút giúp tăng sinh collagen, elastin, tăng cường sự săn chắc, đàn hồi cho vùng da bên ngoài tại vùng điều trị. Đến với Gang Hu, chúng tôi cam kết bạn sẽ có thân hình quyến rũ, đẹp như mong muốn.